có ít nhất là 14 người thiệt mạng và 8 người bị thương khi một nhóm vũ trang xả súng nhằm vào một trung tâm cai nghiện tại miền Bắc Mexico vào sáng ngày 27 tháng 9. Trung tâm cai nghiện Uniting Families thuộc bang Chihuahua, bang giáp biên giới Mỹ và là điểm nóng về tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm ma túy. Các tay súng đã xông vào trung tâm này và bắn vào 25 người có mặt ở đây. Trong số những người bị thương có 6 người đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Hiện công tác cứu chữa các nạn nhân và truy tìm các hung thủ đang được giáo giết triển khai. Theo thống kê, một nửa số vụ tấn công trong 10 năm qua xảy ra là tại các trung tâm cai nghiện, chủ yếu là do các băng nhóm xã hội đen thanh toán lẫn nhau.